Cuộc sống hạnh phúc xin thân ái chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng điểm qua nội dung chính trong video. Ăn ủi rất tốt, nhưng đây chính là điều cấm kỵ khi ăn để không rước bệnh vào người. Ổi là loại trái cây có hàm lượng dinh dưỡng cao, nhưng không phải ai cũng nên thưởng thức loại trái cây này. Sau đây là những điều mà bạn cần chú ý khi ăn ổi. Những người không nên ăn ổi. Người bị suy nhược. Đây là những người có hệ tiêu hóa kém, nên khi ăn ổi trực tiếp sẽ khó tiêu, khiến dạ dày phải co bóp nhiều. Nếu vẫn muốn ăn thì tốt nhất bạn nên sử dụng trái ổi ở dưới dạng nước ép hoặc là xay cho nhuyễn. Phụ nữ có thai và cho con bú. Vì ổi có chứa hàm lượng chất xơ lớn nên phụ nữ mang thai và cho con bú nếu có dấu hiệu táo bón nên giảm ăn ổi. Khi vào cơ thể, chất xơ này sẽ mất nhiều thời gian để tiêu hóa hết. Trong khi thai nhi càng lớn sẽ chèn ép vào dạ dày và đường ruột, cộng với cơ thể mẹ bầu có những thay đổi thất thường. Đây là những nguyên nhân khiến cho mẹ bầu dễ bị đầy hơi, táo bón. Bệnh nhân bị bệnh dạ dày. Do ổi cứng, nếu nhai không kỹ sẽ bắt dạ dày phải hoạt động nhiều hơn, từ đó khiến các cơn đau dạ dày thêm nặng nề. Ổi cũng giàu tính axit, nên khi ăn và uống nước ép ổi lúc bụng đói sẽ khiến tình trạng đau dạ dày tấn công bạn. Giải pháp: bệnh nhân dạ dày nên ăn ở mức độ vừa phải, tuyệt đối không được lạm dụng. Tuyệt đối không ăn ổi cũng như uống nước ép ổi lúc bụng đói. Hạt ổi rất tốt, nhưng phải nghiền nát trước khi nuốt. Hạt ổi giàu chất xơ, có tác dụng ngăn chặn sự hấp thu mật, kiểm soát sự hấp thu chất béo không bão hòa, giúp giảm cholesterol. Tuy nhiên, hầu hết chúng ta đang ăn hạt ổi không đúng cách, đa số là chỉ nhai qua rồi nuốt. Điều này vô hình chung biến hạt ổi thành thứ thuốc độc, gây hại sức khỏe của bạn. Một số điều khác cần lưu ý khi ăn ổi. Không nên ăn ổi cả hạt, hoặc nếu ăn thì cần nhai nếp, bởi nếu nuốt cả hạt sẽ khó tiêu và dẫn đến đau dạ dày. Không ăn ổi còn non hoặc còn xanh, vì vị chất trong ổi sẽ có hại cho chị em bị bệnh dạ dày hoặc táo bón.